Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Mobile Game TV. Mình cũng có đọc comment của tất cả các bạn đã để lại ở trong phần bình luận của các video mình đã làm, và các bạn cũng có hỏi mình là bốn số 1 đó là gì. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một video để giải thích về bốn số 1 đó là gì nhé các bạn. Mà các bạn cứ thấy mình hay cài ở trên điện thoại của mình. Nhưng ngày hôm nay mình sẽ không cài bốn số 1 đó ở trên máy của mình nữa, và mình làm video này để giải đáp thắc mắc đó của các bạn nhé. Bốn số 1 đó là một cái app, không phải là, cũng gọi là một cái app fake IP đi, nhưng mà vào fake IP không phải, nó là một cái app tăng cường kết nối wifi nhé các bạn. Nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ không tải app nữa, mà mình sẽ sử dụng cái DNS một đó cài thẳng vào máy của mình luôn đấy. Cái việc làm này sẽ giúp cho máy của mình có cái trải nghiệm wifi tốt hơn nha các bạn, tăng tốc độ mạng wifi một cách nhanh chóng. Các bạn cũng có thể dùng cái app 4 số 1 đó cài lên máy, hoặc là làm như thế này kết hợp với mình nhé. Đầu tiên này, các bạn kéo xuống cho mình cái phần đó là các bạn khởi động wifi của các bạn lên đây, kết nối wifi vào nhé. Rồi sau khi các bạn kết nối wifi thì các bạn vào cho mình cái mục cài đặt này, tại mục cài đặt nhé các bạn. Các bạn kéo xuống cho mình chỗ đó là wifi này. Rồi tại wifi này các bạn ở một số dòng máy đời Android khác với đời Android 10 của mình ấy, thì các bạn giữ vào như thế này cái tên wifi đó, sau đó các bạn vào cái mục cài đặt thêm nhé, hoặc là mục cài đặt, tóm lại là sẽ nó tương tự như thế. Tiếp theo là máy Android 9, Android 10 thì các bạn click vào chỗ cái hình mũi tên sang bên phải nhé. Đấy, ở đây nó sẽ hiện lên các công nghệ wifi rồi trạng thái như thế nào đấy. Đấy, đây có rất nhiều các bạn ạ, nhiều thông tin khác nhau, nhưng mà mình không quan tâm nhé. Các bạn kéo xuống phần dưới này, phần proxy này các bạn bỏ qua nhé. Proxy mình bỏ qua, mình chỉ quan tâm đến cài đặt IP thôi. Tại cài đặt IP này các bạn chọn cho mình là IP tĩnh nhé. Rồi nó sẽ có cái phần địa chỉ IP này 192.168.0.200 gì đấy. Tiếp theo là cổng này, tiền tố mạng này, ba phần trên này mình để nguyên luôn, không đụng chạm gì nhé. Các bạn chỉ click vào chỗ dòng DNS1 này thì các bạn thay đổi cho mình ở đây là bốn số 1 nha các bạn, 1.1 nhá, chấm 1 chấm 1 chấm 1. Tiếp theo DNS2 các bạn chọn cho mình là 1 này, chấm 0 chấm 0 chấm 1. Rồi tại đây các bạn sau khi thay đổi các bạn lưu vào cho mình nhé. Rồi, mạng wifi nó sẽ tự động khởi động lại nhé. Đó, nó sẽ tự động với kết nối lại. Rồi sau khi thay đổi xong, bây giờ là các bạn đây, nó sẽ có cái giao diện như thế này lúc mà các bạn thay đổi nhé. Đấy, nó sẽ lưu vào rồi. Bây giờ mình quay ra và trải nghiệm thôi, thử xem là nó có thay đổi gì không. Đấy, nhất là những game mà phải kết nối server nước ngoài như kiểu Mobile Legends Bang Bang này, PUBG Mobile này. Đấy, hoặc là Elite Sky này, nó sẽ có giúp cho chúng ta có được cái trải nghiệm mượt mà hơn về cái kết nối nhá. Thường thường mình chơi những cái trò đấy nó ping nó chỉ rơi về tầm khoảng 40 cho đến 60 thôi các bạn, vẫn là xanh chán nhá. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách tăng cường kết nối wifi, thay đổi tốc độ kết nối wifi một cách nhanh chóng. Nếu mà các bạn chưa biết hiểu nhiều về 111 là gì thì các bạn lên Google search 111 là gì thì nó sẽ ra như thế này rồi các bạn. Đấy, chúc các bạn làm thành công. Nếu mà các bạn thấy video của mình hữu ích thì để lại cho mình một lượt like, share hoặc là đăng ký kênh ủng hộ cho kênh của mình nhé, để cho mình có nhiều thêm động lực hơn để cho ra những video hay ho thú vị hơn gửi tới các bạn nhé. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn.